Ok, cậu bé 15 đang bao nhiêu tuổi nhỉ? 15 tuổi, cao 1m hơn 70 và nặng bao cân đấy? 61 cân, đang thể hiện quả sút góc. Cố gắng lên. Gần được rồi, không sao. Quả nữa nào. Cơ hội cuối cùng này. Thả lỏng người, thả lỏng người. Thoải mái ạ. Wow. Được rồi, thế là được rồi. Quả đỉnh cao ấy. Ok. Ok rồi, chúng góc là đúng rồi. Sau đây là màn sút sút mục tiêu. Đây là có số 1, số 2, số 3 và số 4. Số 2. Số 1. Ở đây số 3. Ở đây số 4. Hả? Tìm đi. Bây giờ là các bạn này sẽ thích sút vào điểm nào tùy chọn. Bây giờ sút vào điểm nào nào? Số 2 ạ. Quen sút ở số 2 à? Số 2 là góc chết đúng không? Đây, số 2 là đây. Một người sút số 2. Thế cậu bé là sút ở số mấy? Số 4 đây gì? Số 4 ở dưới đúng rồi. Bạn kia sút số mấy? Không, sút một quả thôi đã. Sút số 2, hai người đều thích số 2. Xem ai là người chiến thắng. Tơ. Ai đã bảo ra lệnh đã bảo sút đâu? Bây giờ cậu bé đá bóng sút trước, số 4. Không vào một người. Người cầu thủ này đang sút số 2 đây, góc chết kìa kìa. Nào, bây giờ cháu sút số 2 trước nhá. Bình tĩnh nào. Rồi, cứ nhìn thoải mái lên. Bắt đầu rồi. Rồi, ok rồi. Gần trúng số 2. Chưa đạt. Quả này là sẽ lên YouTube cười nhá. Cháu sút lần thứ 2. Được cháu. Cháu 4 tiếp theo. Bốn tiếp bao nào? Quả này cho nó dễ đá, quả này đá thấp. Quả nào dễ đá? Quả này đá không. Số 4. Trúng rồi. Thế mới đau như một người trượt. Lần thứ 2. Số 2. Ủa. Trượt rồi. Gần chính xác. Quả này chiều chính xác. Hai người là sút gần gần chính xác. Liệu lần thứ 3 có đạt yêu cầu không? Đi lần thứ 3 đi. Nào lần thứ 3 nhá. Nhưng mà đừng có sút số 4 này vào chuột vào số 3 nhá. À bây giờ là lần cuối cùng à. Lần cuối cùng rồi, nghỉ này. Đây là số 4, cậu bé đá bóng đang cố gắng sút số 4 đây. Nào nhìn người chú lại. Rồi, một số trượt. Số 2 đây. Ui rồi. Trượt lốt. Số 3 đây. Kết thúc. Hẹn gặp lại ngày mai nhá.